quyết định sản xuất chip tại Việt Nam được đưa ra đúng thời điểm, khi thế giới đang thiếu chip, còn Việt Nam đang triển khai công cuộc chuyển đổi kỹ thuật số, bao gồm chuyển đổi sang chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Tiến sĩ Maho Jock cho biết. Hello! Xin chào các khán giả thân yêu! Tí quay trở lại rồi đây! Chúc các bạn một ngày tuyệt vời! Gần đây, với chủ đề nóng bỏng về ngành công nghiệp chip, để thỏa lòng mong muốn tìm hiểu sâu xa về ngành công nghiệp này, ngày hôm nay, Ad xin tiếp tục chủ đề chip với bài phân tích của các chuyên gia quốc tế về tương lai của ngành sản xuất chip của Việt Nam. Mời các bạn theo dõi! Cùng với làn sóng dịch chuyển vốn FDI, Việt Nam đang được đón các dự án đầu tư chất lượng cao. Trong đó, theo nhiều thông tin, các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm để chọn Việt Nam là điểm đến đưa ngành công nghiệp bán dẫn vào Việt Nam. Từ dự định đào tạo kỹ sư thiết kế chip đến đầu tư vào các cơ sở sản xuất linh kiện và vật liệu bán dẫn. Ở trong nước, các anh cả trong ngành công nghệ, viễn thông như FPT, Viettel cũng đã đề xuất tự sản xuất chip phục vụ nhu cầu nội địa và xuất khẩu trong bối cảnh khan hiếm chip trên toàn cầu. Theo tiến sĩ Maho Jock, giảng viên khoa kinh doanh và quản trị, trường Đại học RMIT, COVID-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất tại 4 công xưởng sản xuất bán dẫn lớn nhất châu Á-Thái Bình Dương, gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Thị trường điện tử phát triển, doanh số bán máy tính xách tay, hệ thống giải trí tại gia và máy chơi game gia tăng là những nguyên nhân khiến nhu cầu về chip gia tăng và mất cân bằng cung cầu trên thị trường. Quyết định sản xuất chip tại Việt Nam được đưa ra đúng thời điểm, khi thế giới đang thiếu chip, còn Việt Nam đang triển khai công cuộc chuyển đổi kỹ thuật số, bao gồm chuyển đổi sang chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Tiến sĩ Maho Jock cho biết, bước chân vào lĩnh vực sản xuất chip sẽ là cơ hội để Việt Nam tự phát triển hoặc tiếp nhận chuyên môn công nghệ tiên tiến nhất. Bước tiến này có thể đẩy thách thức nhưng đồng thời cũng thúc đẩy Việt Nam trở thành một trung tâm sản xuất nổi bật của khu vực. Trong tương lai, các ngành công nghiệp trong nước có thể mua chip sản xuất nội địa. Quan trọng hơn, việc sản xuất chip ở Việt Nam phù hợp với định hướng phát triển Make in Việt Nam. Hầu hết mọi khía cạnh của xã hội hiện đại đều cần đến chất bán dẫn. Nếu thành công trong ngành công nghiệp bán dẫn, Việt Nam sẽ chen chân vào được chuỗi cung ứng của các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao như thiết bị truyền thông, máy tính, thiết bị y tế hay thiết bị quân sự. Tuy nhiên, để xây dựng được một nền công nghiệp bán dẫn cạnh tranh, không chỉ cần có vốn đầu tư, tiếp cận công nghệ phù hợp, xây dựng chuỗi cung ứng để đảm bảo nguồn cung và thị trường tiêu thụ ổn định sẽ là cả một bài toán nhiều ẩn số. Tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với các nhà đầu tư nước ngoài mới đây, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam dẫn dự đoán của các nhà phân tích cho rằng tình trạng thiếu hụt chip toàn cầu sẽ kéo dài ít nhất đến cuối năm 2023. Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam đề xuất chính phủ nên xem xét mở rộng đầu tư vào sản xuất chip bằng cách phát triển các ưu đãi đầu tư đặc biệt cho sản xuất chip như cách hỗ trợ về vốn tương tự như các ưu đãi được sử dụng ở Hoa Kỳ nhằm mục đích phát triển công nghiệp sản xuất chip. Các chính sách này có khả năng tác động đáng kể đến thị trường đầu tư vào lĩnh vực sản xuất chip của Việt Nam, thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài mới, mang lại lợi nhuận đầu tư và các lợi ích khác nhờ việc Việt Nam trở thành nhà sản xuất chip hàng đầu. Còn tiến sĩ Maho Jock cho rằng cần ưu tiên đảm bảo chất lượng cho chip bán dẫn sản xuất tại Việt Nam cũng như nghiên cứu và cập nhật sản phẩm định kỳ. Việc tuyển dụng các nhà nghiên cứu và chuyên gia có tay nghề cao và giàu kinh nghiệm sẽ là một thách thức. Việt Nam sẽ phải tăng cường đào tạo và phát triển lao động có kỹ năng trong nước, có thể thông qua hợp tác với các trường đại học và viện nghiên cứu, có chính sách hỗ trợ các trường đại học trong nước đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bán dẫn. Về chung và dài hạn, Việt Nam cần tham gia vào những công đoạn R&D đòi hỏi chủ đạo về yếu tố con người. Chính phủ cần tiếp tục đầu tư và đưa ra chính sách ưu đãi để thu hút các tập đoàn lớn trên thế giới trong lĩnh vực bán dẫn, thành lập hoặc mở rộng các trung tâm nghiên cứu và thiết kế ở Việt Nam. Về những khó khăn chủ yếu về nguồn lực công nghệ cao của tác giả, Ad xin trích dẫn một bài phân tích của một tác giả trên diễn đàn Quora nổi tiếng. Câu hỏi, Việt Nam sẽ gia nhập công nghiệp công nghệ cao như thế nào nếu không có khả năng và năng lực sản xuất chất bán dẫn? Việt Nam có thể học được gì từ cuộc đấu tranh của Huawei? Trả lời, điều mà Việt Nam và người Việt Nam có thể học được từ cuộc đấu tranh của Huawei với tư cách là một quốc gia nhỏ hơn là không bao giờ được để kinh doanh, bị can thiệp bởi chính trị toàn cầu. Việt Nam muốn tự do giao thương với thế giới thì không được chọn phe nào và bị lôi kéo vào các cuộc chơi của các cường quốc như một con tốt. Tất cả các công ty FDI chỉ đóng góp khoảng 20% GDP của Việt Nam.
Nhưng các nhà chiến lược Việt Nam tin rằng bằng cách hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu và tăng cường quan hệ kinh tế với các cường quốc, Việt Nam có thể gắn lợi ích kinh tế của mình với các đối tác, từ đó khuyến khích họ bảo vệ lợi ích của Việt Nam. Đồng thời, ngoại thương và FDI giúp tạo việc làm nâng cao tay nghề cho lực lượng lao động, góp phần tăng thu thuế và tăng thu nhập cho người lao động. Bắt đầu với một yêu cầu chính thức về liên minh. Trong cuộc gặp riêng diễn ra tại Seoul vào ngày 1 tháng 12 năm 2019, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị Phó Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-jong xem xét xây dựng một cơ sở sản xuất chip tại đây. Wow, tầm nhìn của chính phủ từ năm 2019 rồi nhé các bạn! Theo yêu cầu, Thủ tướng cho biết ông sẽ cung cấp nhiều ưu đãi, mặc dù Lee không đưa ra cam kết ngay lập tức, theo các quan chức. Thay vào đó, lãnh đạo trên thực tế của Samsung hứa sẽ thuê tổng cộng 3.000 kỹ sư của Việt Nam cho trung tâm R&D của Samsung hiện đang được xây dựng tại Hà Nội. Trung tâm được hình dung sẽ được hoàn thành vào năm 2022. Ý tưởng này nghe có vẻ giống như một chiến lược chiến thắng cho cả hai bên khi xem xét các ưu đãi, chi phí lao động thấp hơn ở các quốc gia Đông Nam Á và triển vọng tăng trưởng kinh tế của quốc gia này. Yu Won, giám đốc nhóm nghiên cứu kinh tế tại Viện Nghiên cứu Hyundai cho biết, các nhà máy chip cần những kỹ sư trình độ cao và rất tinh vi để vận hành. Theo Thủ tướng Phúc, có tới 58% điện thoại Samsung được bán ra trên toàn thế giới được sản xuất tại Việt Nam. Chất bán dẫn rất cần thiết cho việc sản xuất điện thoại thông minh, nhưng không giống như các bộ phận công kênh được sử dụng để chế tạo xe cộ hoặc các thiết bị công nghệ thông tin lớn hơn. Việc vận chuyển các thành phần nhỏ bé tương đối dễ dàng, vì vậy không cần thiết phải có một nhà máy chip gần đó để giảm chi phí hậu cần. Việt Nam có nhiều cơ sở sản xuất thiết bị công nghệ thông tin, hầu hết là các sản phẩm tiêu dùng, không cần thiết phải sử dụng chip Samsung với thông số kỹ thuật cao. Việt Nam nằm ở ngã tư của Ấn Độ và Trung Quốc, trong khi vẫn vững chắc trong thị trường ASEAN và do đó sẵn sàng tiếp cận thị trường với cơ sở tiêu dùng lớn nhất thế giới. Làm điều đó một mình. Chính phủ Việt Nam đã có sẵn chiến lược sản xuất tại Việt Nam và coi đây là con đường tất yếu để Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Ngành công nghiệp viễn thông sẽ hướng tới sản xuất bộ chip cho mạng 5G và các thiết bị IoT. Chính phủ có chính sách ưu đãi cho việc sản xuất bộ chip 5G, IoT vì đây là lĩnh vực công nghệ cao, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Hiện nhiều doanh nghiệp Việt Nam như Viettel, FPT, Vingroup đã bắt tay vào nghiên cứu chế tạo thiết bị này. Viettel có hơn 1.000 kỹ sư công nghệ thông tin và dành tới 300 kỹ sư có nhiều kinh nghiệm cho chương trình nghiên cứu sản xuất 5G. Tập đoàn này đã phê duyệt dự toán ngân sách 500 tỷ đồng cho việc phát triển microcell 5G và đang đầu tư vào phòng thí nghiệm 5G trị giá 200 tỷ đồng. Viettel đang hợp tác với nhiều đối tác của Mỹ, Hàn Quốc và Ấn Độ về phần cứng chipset và phần mềm cho 5G. Toàn bộ phần cứng và phần mềm cho thiết bị 5G đều do Viettel nghiên cứu và sản xuất tại Việt Nam. Lịch sử Việt Nam chưa bao giờ làm nên chuyện từ đầu đến cuối. Khi chúng tôi nói sẽ sản xuất chipset, nhiều người đã không tin. Nhưng chỉ sau 3 năm, Viettel đã làm được chip. Ông Nguyễn Cường Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel cho biết. Ông Ngô Hoàng Anh, trưởng phòng phần mềm nhúng, Viện Nghiên cứu Thiết bị Viễn thông, Công ty Vinsmart thuộc tập đoàn Vingroup cho biết. Chúng tôi đang tập trung nghiên cứu và sản xuất hệ thống thiết bị 5G và IoT. Đồng thời, chúng tôi cũng xây dựng phòng thí nghiệm để hỗ trợ việc nghiên cứu và phát triển điện thoại 5G và thiết bị viễn thông 5G. Hiện Vinsmart cũng đã làm việc với Cisco và Intel để phát triển thiết bị mạng 5G. Đại diện FPT cũng chia sẻ, sản xuất chip cực kỳ khó, nên FPT rất nể Viettel, chỉ trong 3 năm đã sản xuất chip. FPT đã đưa ra chiến lược sản xuất chip từ 10 năm nay và đang từng bước thận trọng. Sau 5 năm, FPT đã có hơn 100 kỹ sư thiết kế được chip. Ban đầu, FPT không tự sản xuất chip mà chỉ có đội ngũ kỹ sư làm chip cho đối tác nước ngoài. FPT cũng như các công ty công nghệ khác của Việt Nam rất muốn làm được điều gì đó. Thế giới nói nhiều về 5G và IoT, hai sản phẩm này đại diện cho một cơ hội vàng cho Việt Nam. Ngành vi mạch của Việt Nam không mới, từ những năm 90, Việt Nam đã làm được. Trên thực tế, hầu hết mọi người đều mua điện thoại chứ không phải một chip. Làm chip xong không biết bán cho ai vì thiếu hệ sinh thái. Số lượng công ty sản xuất chip rất hiếm, hầu hết nước ngoài đều mở nhà máy tại Việt Nam để sản xuất. Nhưng chúng ta phải có một tư duy làm chủ sản phẩm của mình. Để làm được điều đó, cần sự hỗ trợ của nhà nước,
như miễn giảm thuế cho doanh nghiệp, miễn thuế thu nhập cá nhân trong khu công nghệ cao, đại diện FPT cho biết. Đại diện FPT cũng cho biết, Việt Nam hiện đang trở thành trung tâm về thiết kế vi mạch. Việt Nam có hơn 3.000 kỹ sư thiết kế vi mạch, vì vậy, việc sản xuất chip made in Việt Nam không còn quá xa vời. Mặc dù có số lượng người lớn, nhưng các công ty Việt Nam hoạt động khá rời rạc và không liên kết với nhau. Tôi gặp các công ty đều nói thiếu người, nhưng chỉ có người có kinh nghiệm. Nhưng không ai đào tạo sinh viên mới ra trường, vì vậy nếu Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu, các doanh nghiệp và trường học sẽ phải thực hiện. Như vậy, nhà nước sẽ đóng vai trò điều tiết. Ví dụ, nếu một doanh nghiệp tuyển sinh viên mới ra trường, nhà nước sẽ giảm thuế cho doanh nghiệp, đại diện FPT nói tiếp. Thứ trưởng Phan Tâm mong muốn các chuyên gia Việt Kiều hỗ trợ các trường đại học trong nước hình thành cộng đồng nghiên cứu và sản xuất chip tại Việt Nam. Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng mong muốn thu hút sự hỗ trợ từ cộng đồng nước ngoài để hỗ trợ các doanh nghiệp trong sản xuất chipset. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đứng ra kết nối, tìm hướng hợp tác phát triển chip, sẽ nhanh chóng tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để sớm đạt được mục tiêu này. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có trách nhiệm xây dựng chiến lược để xác định rõ hơn vai trò và trách nhiệm của nhà nước trong việc thúc đẩy kế hoạch phát triển chipset của các doanh nghiệp Việt Nam. Trên đây là trích dẫn phân tích của nhiều chuyên gia, độc giả, doanh nhân. Theo các bạn tin tưởng thế nào vào ngành chip Việt Nam? Hãy để lại câu trả lời dưới phần bình luận nhé! Hãy share, like, đăng ký Duet với nha! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo!